Tiếp theo là những hình ảnh X-quang ở bệnh nhân lao phổi. Phần nội dung thì cũng đi theo những cái tác dụng người ta hay biết, đó là X-quang ở lao phổi, lao sơ nhiễm, lao sau sơ nhiễm, X-quang ở lao phổi HIV, và đặc biệt là có cái phần về CT và lao phổi. X-quang ở lao sơ nhiễm thì trong cái tất cả các sách người ta đều biết là ảnh trung thất chiếm tỷ lệ khác nhau. Có những nghiên cứu người ta thấy là tỷ lệ ảnh trung thất lên tới 92%. Còn trong cái tài liệu của khu năm 2003 thì người ta nói hạch trung thất chiếm khoảng từ 7-80%. Hạch trung thất đơn thuần mà không có tổn thương nhu mô. Cái thứ hai là phức hợp nguyên thủy. Phức hợp nguyên thủy của nó bản chất là đều có một cái tổn thương, có thể là hạch cạnh khí quản, hạch rốn phổi, và kèm theo một cái tổn thương nguyên khác của phổi. Và một cái dạng nữa là hạch trung thất kết hợp với đông đặc của một thủy phổi. Nhiên lao sơ nhiễm thì có trường hợp lao mà lao bê, lao mà phổi, và có một cái dạng là u lao. Cái lao sơ nhiễm ở trẻ em á, mà cái dạng đông đặc phổi thì nó dễ lầm với viêm phổi. Thứ hai là lao sơ nhiễm ở người lớn. Xin hiểu là lao sơ nhiễm không có nghĩa ở trẻ em. Và hiện nay người ta nghiên cứu ở các nước lao và tiết lao sơ nhiễm ở người lớn có thể chiếm hơn 50%. Mà nếu mà lao sơ nhiễm ở người lớn mà nó có dạng tổn thương hạch hoặc là nó tổn thương như lao thì nó rất dễ nhầm lẫn với lại ca phổi của ngang của mình. Đặc biệt lao sơ nhiễm thì thai cũng vậy, và nó thường xảy ra ở em bé từ 10 tuổi trở lên. Lúc đó thì như cái miễn dịch của em bé nó giống như nó gần như cái miễn dịch của người lớn, cho nên cái hình ảnh X-quang lúc này nó có sự tương đồng. Tổn thương nguyên phát nó có thể mình phát hiện qua X-quang bằng cái tổn thương sơ hoặc nốt vôi hóa, thì rất nhiều người khỏe mạnh khi chúng ta phát hiện ra một nốt vôi hóa một vài cái tổn thương sơ. Và đặc biệt là tôi có khám cho bệnh nhân xuất cảnh được khoảng 10 năm nay, rất nhiều người khỏe mạnh. Cái nhóm người này rất là nhiều cái tổn thương lao sơ nhiễm mà người ta không hề biết. Đến khi đi xuất cảnh, chụp phim ra người ta mới phản phối. Đây là hình ảnh của một cái lao sơ nhiễm mà không có tổn thương nhu mô. Thì trên này, đây là khí quản. Từ dưới sinh đòn, ta thấy một bóng mờ, dạng giống cái dạng mờ chảy xuống. Trên CT scan, thì ta thấy một dạng hạch trung thất khỏe vọng. Bên này ta thấy cái vùng rốn phổi ở đây to một cách bất thường. Chỗ này cũng có một cái đám mờ hình tròn. Và trên hình ảnh CT scan trên hình ta thấy có hình ảnh hạch cạnh khí quản, hạch cạnh rốn phổi. Thì đây là cái dạng mà điển hình trong là lao sơ nhiễm. Đây là một em bé 4 tuổi. Nếu các bạn, các đồng nghiệp so sánh hai cái rốn phổi thì bên tay phải nó nhỏ, ở bên tay trái nó to một cách bất thường, và nó có cái bờ ngoài nó hơi tròn một chút. Thì tiếng Anh nó dùng là round of BCG, một cái đám mờ tròn ở vùng rốn phổi. Nhân đây cũng xin chú ý là các bác sĩ nội khoa thường hay đọc được dạng suy quản tắc xung huyết tuần hoàn phổi, hay là đặt rốn phổi, cái từ đó cũng có thành cho X-quang. Nếu các đồng nghiệp thấy nó lớn thì một là các đồng nghiệp đọc hẳn nó là hạch, hoặc là nếu mà nó giãn theo kiểu đường đi mà nó thì đọc hẳn là giãn mạch máu, nhưng với cái từ xung huyết động mạch phổi nó không có thành. Mà sao nó phổ biến dữ lắm. Xin đây là một phức hợp nguyên thủy ạ. Đây là cái khí quản, đây là những cái có một cái đám mờ, bóng mờ cạnh khí quản đỉnh dài xuống dưới đây. Rất có thể ở đây có một nhà hạch phổi nữa, và bên này nó có một cái nốt. Thì cái nốt này nó gọi là tổn thương lao nguyên phát, hay là tổn thương gon mà các sốt nó hay biết, hay là các thầy hay nói là tổn thương gon. Thì một cái tổn thương gon kết hợp với một cái cục hạch, người ta nói là phức hợp nguyên thủy. Về lý thuyết thì phức hợp nguyên thủy trong tài liệu của WHO năm 2003 thì họ nói chiếm khoảng chừng 20%.
trong thực tế thì ở Việt Nam thấy đây là bệnh nhân người lớn khi chụp phim lên chúng ta phát hiện có một nốt vôi hóa nằm ở cái vùng tạm gọi là 1/3 giữa của bên tay trái. Thì cái ung thư này nó ổn định rất phù hợp với cái ung thư gan, tức là bệnh nhân này nhiều khả năng đã bị nhiễm lao từ bé và không điều trị gì, không hề biết gì, hỏi rồi bây giờ mình cờ đi khám bệnh thì phát hiện ra một nốt vôi hóa. Hay như trường hợp này cũng vậy, đó là nó một cái nốt ở đây và một cái sơ ở đây. Thì về mặt lý thuyết những cái lao sơ nhiễm nó có thể để lại trên X-quang bằng những nốt vôi hóa hoặc là bằng những nốt vôi sơ. Trên phim này các đồng nghiệp thấy cái phổi bên này to hay bất thường, dưới này là một cái đám đông đặc, đám đông đặc, và đây chính là một cái phức hợp liên tụy gồm có một cái tổn thương của hạch và một tổn thương của phim nội. Đây trên phim này thì nó lại khác một chút là các đồng nghiệp thấy cái thực quản đây và nhiều khả năng đây là hạch thực quản và đây là một cái đám đông đặc, đây là một cái đám đông đặc, đây là một đám đông đặc, thì đây là một cái dạng lao sơ nhiễm mà nó gây đông đặc của viêm phổi, nó rất dễ nhầm với một viêm phổi. Thế ngay khi được mời chẩn đoán lao, các bác sĩ chẩn đoán nhận định nếu mà nó là lao cố gắng tiến hành, hạch nằm ở đâu đây, và khi mình có hạch thì mình tự tin mình có thể loại cái viêm phổi. Vì trong những nghiên cứu 192 bệnh nhân, người ta thấy tới 92% lao sơ nhiễm. Đây là một cái đông đặc phổi và dĩ nhiên là rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi, không có gì phân biệt được với viêm phổi cả. Tuy nhiên nếu mình để ý thì mình thấy có một cục hạch nằm ở ngay vùng đột quỵ bên tay phải, thì khi có cục hạch này thì mình tự tin hơn để chẩn đoán trường hợp này. Thì đây là mình thấy một cái đám đông đặc ở đây. Đây ạ, trường hợp này thì mình lại thấy cái bóng mờ cạnh bên phế quản bên phải và bên phổi bên trái thì gần như nó đông đặc hết, gần như toàn bộ cái phế trường bên tay trái. Thì về mặt lý thuyết, cái tổn thương phức hợp nguyên thủy thì tổn thương hạch bên nào thì tổn thương phổi ở bên đó. Thì đây là một trường hợp nó không tuân theo lý thuyết và đây là một bệnh nhân thật của mình. Tất cả những bệnh nhân này là trong cái nghiên cứu mà đây là lao. Thì lao sơ nhiễm ở trẻ em thì nó chiếm tỷ lệ theo lý thuyết là chiếm khoảng tỷ lệ 90%. Và một cái dạng nữa là lao sơ nhiễm nó có thể có đông đặc kèm theo những nốt như thế này, đặc biệt là những em mà bắt đầu nó lớn một chút từ một tuổi trở lên. Cái hình ảnh lúc này bắt đầu nó có cái lúc nó ít hạch hơn, nó nghiêng về phim tuổi lớn hơn, thì có thể giải thích là khi đó cái miễn dịch ở cái lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên bắt đầu nó tương đồng với người lớn, cho nên có hình ảnh tương. Còn bên này là một sẹo phổi, thì trong lao sơ nhiễm nó hay có cái sẹo phổi là lý do là cái cục hạch đó có thể gây chèn ép và một cái nhánh kết quả nào đó làm đường lên sẹo phổi. Đây là một hình ảnh của một em bé lao phổi, nó có những cái tổn thương hang và ngoài cái tổn thương hang này ra nó có tổn thương dạng nốt dạng sơ như thế này, nốt như thế này. Thì đây hình ảnh này là hình ảnh của lao phổi ở người lớn, điển hình của lao phổi người lớn, cho nên về mặt lý thuyết mà phân biệt X quang lao phổi sơ nhiễm và lao phổi sau sơ nhiễm nó chỉ có tính cách tương đối chứ không trên trường hợp này thì mình thấy một cái dạng nữa của cái lao sơ nhiễm đó là tổn thương mô kẽ. Trên X quang mình sẽ thấy hình ảnh của mặt kính mờ của hai bên và trên cái nền mặt kính mờ này mình thấy tổn thương tốt. Lao kê thì nó được xem là một trong những cái lao nặng, lao thực kinh của lao kê là một trong những lao nặng. Nó vi khuẩn nó sẽ lây lan theo đường máu hoặc đường huyết và nó chiếm tỷ lệ 1-7%. Những cái nốt thì nó cũng nhỏ,
1 đến 2 ly, với thầy thường nói nhỏ hơn 3 ly. Nhưng hay gặp trẻ em, người già và người suy giảm miễn dịch thì người ta thấy là có những đau kê nó giai đoạn sớm thì nó có phát triển khác nhìn được trên X-quang và chỉ có CT thì phát triển. Đây là đau kê một trẻ, một em bé 8 tháng ấy. Tức là bạn thấy những cái nốt nó tương đối đều, bờ tương đối rõ và lại hết cả hai cái trên trường. Đây là một em bé 15 tuổi thì nó cũng có cái tổn thương kê như thế, tuy nhiên nó lại có cái tổn thương dạng ngang nằm ở vùng hạ đòn bên tay trái và nó lại có một cái khuynh hướng nó đang đông nặng ở cái tay của bên tay phải. Đây cũng là kê nhà. Thì trong một ngày mà tôi lấy cái máy của mình phản động tăng tốc thì nhiều lắm, kê đẹp có cho hết được đây 6 viên. Dạ, đây là một đường kê. Thế mà thật tự thì người ta nói lao phổ đồng nghĩa là lao phổ người lớn, thì nó về khi đọc tiếng Anh thì nó có những từ sau đây, đó là gọi là lao phổ, lao phổ sau sơ nhiễm. Cái X-quang lúc nãy mình gọi là lao phổ sơ nhiễm, primary TB. Còn cái lao phổ là người lớn, hay là người ta gọi là lao phổ kiểu người lớn, hay là lao phổ thứ phát, hay là trong cái sách thì nó lại dùng là lao phổ tái mãn tính. Đây là những cái thuật ngữ để cho các phần nghiệp xong đi đọc tài liệu. Lao tái phát hay là lao tái mãn tính hay lao người lớn thì sau khi nhiễm lao thì người ta thấy như thế này ạ. Về mặt truyền thống thì người ta phân biệt ra những lao sơ nhiễm và lao sau sơ nhiễm. Thì lao sau sơ nhiễm là cái tình trạng mà những lao xảy ra trong vòng 5 năm sau khi nhiễm lao. Còn sau cái thời gian 5 năm thì người ta gọi là lao mọc người lớn. Nhưng mà đương nhiên là cái thời gian mà về mặt truyền thống của chúng ta biết thôi. Chỉ có 10% bệnh nhân bị nhiễm lao có thể phát triển được cả các lao như là cái bài này cũng đã có trình bày. Và trong đó 50% bệnh nhân có khả năng lây lan. Đối với lao sau sơ nhiễm thì người ta tìm được những chủng khá nhiều, người ta tìm được 60-70% là những chủng lao. Còn với lao trẻ em thì trên thế giới hiện nay hay tại Việt Nam là tỷ lệ phát hiện ra đều chỉ được 10-15% thôi, chứ không có được cao đâu. Thành ra lao trẻ em là cái thứ mà X-quang là chủ yếu. Hình ảnh X-quang, hình ảnh điển hình của lao sau sơ nhiễm đó là những cái đám đông đặc nằm ở phân hủy đỉnh hoặc là phân hủy sau của phía trên hoặc là nằm ở phân hủy đỉnh của phía dưới. Một đặc điểm nữa là lao người lớn là hang thì nó có thể là từ hình dày hoặc khoảng 10% hang này nó có bướu thức hơn, nó có những tổn thương dạng nốt nhỏ từ 2-10 mm tập trung thành từng đám. Và người sách vở nói là hay xảy ra ở những vùng lao, hay xảy ra ví dụ như vùng đỉnh, vùng hạ đòn, vùng mắt. Tuy nhiên là lao sau sơ nhiễm nó có cái tổn thương dạng kê giống như lao trẻ em, và đặc biệt là cái dạng u lao này có thể chẩn đoán nhầm với ung thư. Nhưng mà tuy nhiên có một số cái u lao nó sẽ cho phép mình chẩn đoán được bằng X-quang, đó là nếu như nó có khả năng. Xin lỗi, cái u lao này nó khó đi bị trùng ấy, thì bị trùng khó lắm. Tạo hang hoặc nó có tình trạng vôi hóa, nó có tổn thương vệ tinh, thì cái tổn thương vệ tinh này rất khó giá trị. Một vài cái dạng đặc biệt của lao sau sinh nhiễm đó là viêm phổi lao, tức là lúc này nó đông đặc cả một thùy phổi và lúc đó ta dễ chẩn đoán nhầm với viêm phổi. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì ta có thể thấy trong đám đông đặc này nó có những hang hoặc là có những cái tổn thương đốt. Một cái dạng lao khác nữa là lao nội khí quản. Lao nội khí quản thì cũng là rất khó đọc trên X-quang và mình chỉ có thể thấy được những hình ảnh thôi. Hình ảnh là gì? Là nếu mà nó cái tổn thương lao đấy nó là cái tổn thương sùi và nó gây hẹp thì nó gây ra một hậu quả là xe cộ. Hoặc là nếu nó cái tổn thương đấy nó lại giống như một cái van một chiều, tức là khi mình hít vào nếu cho khí vào thì mình thở ra, nó không cho khí ra, nó nghẹn khí lại thì nó sẽ gây hoặc là nó gây cái tình trạng giãn phế quản. Một cái dạng lao nữa đó là lao màng phổi, thì mình có thể thấy những biểu hiện như là dày màng phổi, có tràn dịch màng phổi, có tràn khí, có giò tĩnh quản màng phổi, vân vân.
và vô thắng của à, đây là một cái tổn thương mà nó khá điển hình của Lam sau sinh. Các đồng nghiệp sẽ thấy một cái đám mờ hay là một cái đám thương nặng ở đây, và có thể thấy một cái tổn thương, một cái đám mờ nằm ở đây. Cái tổn thương Lam có khi nó không chỉ nằm một chỗ mà nó có khi nó chạy trong vô thủng phổi. Anh thế nào thì để ý tìm cái tổn thương xung quanh, vì có nó sẽ giúp cho những cái chẩn đoán hạn chế cái chẩn đoán. À, trên đây mình thấy một đám đông đặc, trên đây mình thấy một đám đông đặc và mình thấy có những nốt nhỏ nằm nốt nhỏ từ 2 đến 10 ly nằm ở hai cái vùng 1-3 trên hai phổi. Đây cũng vậy à, đây là những đám đông đặc, đây là những nốt cái đám đông đặc như vậy. Thì khi mà mình thấy một cái tổn thương đông đặc và có kèm những nốt thì nó tổn thương khá nhiều. Dạ đây cũng là một cái đám đông nặng nằm ở một phần từ trên của bên phải, đây cũng vậy. Đây là một làm cái tổn thương khác, đó là một cái đám đông nặng nằm ở vùng trung tâm của bên tay phải, kèm theo một cái tổn thương dạng hang và nó có cái nốt từ vùng đỉnh hạ đòn tới vùng nách. Trên phim này nó mang ba cái điểm, tổn thương điển hình của anh là tổn thương đông nặng, tổn thương hang. Trên này đây là cái đám đông nặng, đây mình thấy eo cũng đang ở đó, trên này mình thấy có một tổn thương hang, thì cái này với cái tổn thương nặng thì mạnh dạn chẩn đoán là thì nó có được hai, ít nhất là hai cái tổn thương điển hình của Lam. Tuy nhiên thì trên này nó còn nói tổn thương nốt như thế này, tức là mang trong một phim thì có ba từ ba tổn thương lớn như thế này. Trên phim này mình lại thấy là trên này có nhiều cái hang nhỏ, rồi sau đó là có những tổn thương nốt trên này cũng vậy, quá trời hang nhỏ và đây là nốt, ở đây có cái tràng dịch màng phổi nữa, ở đây có cái tràng dịch màng phổi như chúng tôi đã từng. Trên phim này mình thấy có một cái hang nằm ở đây, ngoài ra một cái đám đông đặc nằm ở đây và có rất nhiều nốt nằm rải rác ở trong cái vị trí bên phải. Đây là có những vấn đề đám đông nằm nằm ở đây, cũng như nằm ở đây, có hang và có những đám đông nằm, có những hang, cái đám đông nằm ở đây. Đây một cái hang lao và có một nước hơi, thì về mặt lý thuyết có 10% hang lao có một nước hơi, như vậy ta cần phải phân biệt với áp xe phổi. Thì nếu mà thường trong hang lao thì các đồng nghiệp sẽ để ý có những cái tổn thương nốt nằm ở đâu đó, có thể nó nằm ở xung quanh đó, nó cũng có thể nó nằm ở cái phổi của bên, thì khi đó ta sẽ mạnh dạn ta loại trừ. Đây ví dụ trường hợp này thì có một cái hang lao gạt ở một hang có một nước hơi, tuy nhiên thì có những đám đông nặng ở đây bên này một đám đông nặng, thì với cái phim này thì mình có thể mạnh dạn chẩn đoán là lao và có thể loại bỏ không cần để nó phân biệt với cái hang của phổi. Cái đám đông đặc này, đám đông đặc đây cũng vậy, một cái hang mà đông đặc và nốt đây cũng vậy, đặt ở đây nốt tập trung ở đây. Vâng, đây là một cái hang, tuy nhiên cái hang này thì mình đã thấy cái tổn thương nốt nằm ở phía đấy của bên tay phải thế này. Đây là một bệnh nhân có hang là một bệnh mãn thành khá dày, bên cạnh hang thì mình thấy có cái đám đông đặc. Chúng này mình thấy có một cái tổn thương về tim và nhìn sang này thì mình thấy lại có một cái dạng mờ, thì đối với cái tim này khai thác thì mình không thể nào khổ. Về mặt lý thuyết thì lao nó có thể biểu hiện bằng những cái tình trạng nốt nhỏ từ 2 đến 10 ly và tập trung ở những phần lao khổ không xảy ra, ví dụ như là cái phần vùng đỉnh hạ đòn mạch đó là những vùng lao khổ có hay xảy ra. Vì tôi không có nói là bên phân thùy thì mình có một vị thẳng này, thành ra mình không cho được một phân thùy. Về mặt lý thuyết thì nó nói là phân thùy đỉnh, phân thùy sau phân thùy che hoặc là phân thùy đỉnh thì mới, nhưng mà mình có một phim thành mình cũng chẳng cần phải là phân thùy, mình chỉ cần nói là cái vị trí giải phẫu nào. Trên này cũng vậy, đây là những cái nốt
kích thước không đều, tập trung vào phần đám nằm ở một phần tư trên phần thứ ba trên bộ tế bào đây. Rồi những cái viêm phổi da thì nó là gồm có đông đặc. Trong trường hợp này mình rất là khó chẩn đoán với tầm cái viêm phổi bình thường. Tuy nhiên thì về mặt lý thuyết cái hai viêm phổi da như thế nó có thể có hai bên trong, ví dụ như trong trường hợp này, rồi nó có thể có những khối nhỏ rải rác ở các phần khác của phổi, ví dụ như trong trường hợp này. Với cái này mình có thể nghiêng về da phổi nhiều hơn. Đây trường hợp này cũng vậy, đây là một cái đông đặc, làm sao mà rất là khó phân biệt với lại viêm phổi. Tuy nhiên nó có những dấu hiệu chỉ điểm mà mình có thể giúp cho mình hạn chế được, giới hạn được cái chẩn đoán phân biệt. Đây ạ, đây là nó đông đặc toàn bộ phổi bên tay trái, đông đặc 1/2 phổi bên tay phải và có thể có chẩn dịch bằng phổi bên tay phải. Tuy nhiên đây là những dạng viêm phổi, dạng được viêm phổi lao, nó khó phân biệt với viêm phổi bình thường. Về u lao, về mặt lý thuyết thì nó chỉ khoảng 5% các trường hợp nam tái mà tuy nhiên là u lao này vẫn có ở trẻ với khó đạo xây dựng. Kích thước của nó thì từ khoảng 1-4 cm và đặc điểm của nó là nó có hoại tử ở trung tâm, có thể có tổn thương vệ tinh, có thể có vôi hóa. Và một cái điểm nữa, nếu mình có chụp CT thì nó không phát quang nhiều như là những cái ung thư sinh. 80% bệnh nhân có chính phủ u lao và 20% bệnh nhân có nhiều phần mục u lao, có thể là 2-3. Đây là một cái nốt ở vùng đáy phổi bên tay trái được xem là một u lao, và sau khi chữa xong thì lúc này sau khi tái điều trị thì mình lại còn lại chỉ một cái nốt có mấy cái bờ, nó bắt đầu nó gọn hơn. Đây là một cái u lao đây, vị trí nằm ở đây là một cái u lao, và ngoài u lao ra mình thấy có những nốt vôi hóa xung quanh, thì đây chính là những tổn thương vệ tinh mà nó giúp cho mình chẩn đoán phân biệt với u lao đấy. Tuy nhiên là tôi xin chú ý là đối với cái u mà có những cái u mà nó có thể có tổn thương vệ tinh, nhưng mà đặc biệt cái tổn thương vệ tinh của những ung thư lành tính ấy, thì nó có những bờ nó nét chứ nó không có bờ nhòe nhòe hoặc vôi hóa như là trên những ung thư. Đây có một cái u lao và đây có một u lao nữa, và đây là một cái những cái tổn thương nốt, thì bệnh nhân này đã được chụp CT và người ta chẩn đoán là ung phổi. Tuy nhiên khi đến tôi lại thấy có cái tổn thương này. Tôi nghĩ nó là lao, tôi đã có chữ lao, nhưng rất không may cho bệnh nhân này là chưa xong, không đáp ứng, chưa xong 4 tháng nó hạ cái vi trùng, giai đoạn đầu nó có vi trùng, giai đoạn xong có vi trùng, chứng tỏ bệnh nhân Hàn Quốc, nhưng mà bệnh nhân này sau đó đã chuyển sang Hàn Quốc đã chữa được rồi. Đây cũng là một cái dạng u tổn thương u lao, này nó cho phép chưa được làm những tầng chẩn đoán mờ đây, những cái nốt đây để mình có thể giúp cho mình. Lao màng phổi thì người ta nói là lao sơ nhĩ nó chiếm khoảng 20%, và đối với lao sau sơ nhĩ thì nó chỉ chiếm khoảng 10%. Người ta nói lao màng phổi có thể là một biểu hiện duy nhất và không đặc biệt, có nghĩa là cái chẩn đoán màng phổi do lao, cái chẩn đoán màng phổi do tim, cái chẩn đoán màng phổi do ung thư hay là do virus nó giống nhau. Cho nên khi có chẩn đoán thì các đồng nghiệp chắc phải nên chọn dò. Thì trong kinh nghiệm làm việc tôi thấy nhiều chỗ không chọc trò mà cứ để đeo để bệnh nhân tiêm kháng sinh, và cuối cùng cái trạng của tôi chỉ cần chọc trò nhẹ nhàng có chẩn đoán và chữa được. Thì trên trường hợp này, đối với trường hợp này thì dễ chẩn đoán, dĩ nhiên là mình có một cái tù có sinh hoạt bên tay phải, như vậy là mình có cái trạng của bệnh nhân phải. Ngoài ra thì mình có cái đám đông đặc ở đây, có những cái nốt ở đây, thì trên cái phim này thì nó gợi ý cho mình cái chẩn đoán màng phổi do lao, nhưng mà trong đa số các trường hợp thì nó chỉ có chẩn đoán màng phổi đơn thuần. Một số trường hợp thường chẩn đoán do lao thì chẩn đoán một bên thôi, tim thì có thể có hai bên, hay là thận, hay gan có thể có hai bên, thường chúng ta có một bên, tuy nhiên là không phải là
luôn một bên. Và người ta nói ít gặp ở trẻ nhỏ, nhỏ hơn 5 tuổi, đây cũng là điều may mắn. Chẳng đó dễ rất khó, nó dễ đâu cho mình chẳng đâu. Cho nên cũng may mắn là được dễ cho trẻ em dưới 5 tuổi, rất là ít trẻ có lòng hạnh phúc, mà chủ yếu là hạnh. Rồi khi siêu âm thì các đồng nghiệp có thể phát hiện ra những đau mạch như này. Và đôi khi cái nó có biến chứng về mù màng phổi, đặc biệt là màng phổi mà nó mù màng phổi rất dễ tìm vi trùng, mù tập trung nhiều vi trùng lắm. Nhưng mà có mù là tương đương ở trong thực hành thì người trong thì màng phổi mà trong thì những cái trong cái vi trùng ta tìm vi trùng vì rất khó ra. Nhưng mà nếu có đúng có mù là cho là vi trùng gần như là ta. Đây là cái trạng nhìn màng phổi dạng cho lao, vì dựa vào cái đám đông đặc ở trên này nó giúp cho mình gợi ý đây là một cái lao phổi màng phổi. Đây là những dạng mà lao phổi các đồng nghiệp có thể gặp, như là nó không có được cao cao su bình thường như lý thuyết, mà nó có thể là trạng nhìn khu trú như vậy. Hay trường hợp này như vậy, nó không có cái đường cong đau. Trong trường hợp này nó cũng không có đường cong đau bao mà nó có vẻ bờ, nó không có phẳng như trên. Ngay sau khi điều trị xong thì các đồng nghiệp sẽ thấy cái góc tù và chỗ này có một tổn thương sơn rất là lớn. Sau khi khám điều trị thì trong cái lao màng phổi này phần lớn sau điều trị nó thường có bị dày màng phổi và bệnh nhân đau ngoài, và đó là lý do tại sao bệnh nhân phải chạy đến bệnh viện ngoài. Cái lao màng phổi có trường hợp đáp ứng rất là nhanh, ví dụ trong trường hợp này tràn dịch khá nhiều, không phải đến dịch, nhưng sau khi một phút hai tuần thì dịch thì dịch còn lại như vậy. Sao ta biết được có tràn dịch? Thì ta thấy cái khoảng cách từ cái đỉnh phổi này đến phóng hơi này dày, nó còn quá dày, cái bề dày của cơ quan nó bất thường, cho nên cái này thì vẫn còn tràn dịch. Và sau khi điều trị thêm thì bệnh nhân về bình thường. Đây là một trong những trường hợp may mắn sau khi chữa xong tổn thương. Cái này thì sau khi chữa xong thì nó kéo lên như thế. Đây, sau khi 9 tháng điều trị xong thì nó lại giống như một cái khối u màng phổi như thế này. Và trong thực hành thì anh em lâm sàng hay quý cái u màng phổi gợi xuống cho tôi để làm sinh tiết, nó là chúng ta viêm đi. Còn là trong có nhiều trường hợp thì tôi trả lại luôn, nói là viêm màng phổi đó, không có làm gì nữa. Đây của em sau 9 tháng điều trị bệnh nhân lại có cái dây màng phổi như thế này, dây màng phổi như thế này, phổi vô vào trong này, rồi đây có một cái đây là một bệnh nhân nữ khoảng 20 tuổi, sau khi điều trị xong lúc đầu có lành mạnh, sau khi điều trị xong là nó lại xuất hiện cái cục đây giống như một cái u màng phổi, nhưng mà lúc này cái màng phổi nó bị dày của chúng. Những trường hợp như này thì các đồng nghiệp đừng không cần phải làm gì hết, cứ tiếp tục công thức điều trị. Tại vì một cái tràn dịch màng phổi mà nó ác đi thì nó không thể nào sống đến 5 năm mà nó lên nhiều như thế này thì điều trị tốt này như nó rơi ra một cái này trong chết là ăn đậu màng phổi. Trong cái lao màng phổi thì nó có thể có bù màng phổi thì thường thường đấy, trên CT scan nếu mà nó tràn dịch màng phổi do những cái đường biểu sẽ thấy nó lắng đeo bắt phẳng như này, còn nếu mà bù thì nó có vẻ nó to lên và nó lôi vào trong. Đây là một trong những trường hợp lao phổi và lao màng phổi không gây chặt kín màng phổi. Sao mình có thể nói được đây là chặt kín màng phổi? Vì dựa trên những tổn thương lâm sàng ở đây, tổn thương nốt có tạo hàm ở đây, tổn thương nốt ở đây, và mình thấy bệnh nhân đang có những ung thư. Đây là cái màng phổi sau khi chữa xong thì có cái thì nó còn rất là đẹp, có cái thì nó tạo thành những vôi hóa dày như thế này và nó làm giảm cái thể tích của lồng ngực và bệnh nhân nghiêng sang một bên luôn. Còn đây là bệnh nhân vừa lao phổi màng phổi, lúc này mình thấy có rất nhiều hang ở phổi màng phổi, thì chỗ này dày hơn và trong chỗ này là cái tình trạng hang nó nằm ở đây. Đây là lao phế quản, nó bị lao phế quản của bên phải, và lúc này cái tổn thương lao nó đóng vai trò những cái van, tức là khi mình hít vào thì áp lực lồng ngực âm rất là tốt, cho nên khí nó vào rất là tốt, nhưng mà khi thở ra thì nó không có ra nhiều, cho nên nó bị ứ khí trong cái phổi bên tay phải và lúc đó nó đẩy cái phổi bên tay trái sang. Trường hợp này thì là cái lao phổi ở
phế quản bên tay trái, làm xẹp một phần cái phổi bên tay trái, cho nên khí quản kéo về bên tay trái, khí trung thất bóng tim kéo về bên tay trái, và những cái bằng chứng về nam là mình thấy những nốt tổn thương sơ thỏa nốt. Đây là cái tổn thương người lao màng phổi thì nó có thể bóng dày màng phổi, đây là một trong trường hợp lao phổi, lao phổi nó mắc ham, nó đông đặc, tốt và nó kèm theo dày cái màng phổi phía bên. Đây là một trường hợp lao phế quản mà nó gây xẹp một cái thùy của phổi, đặc biệt là vì sau nó gây kéo khí quản sang và nó gây một cái bóng như thế nào. Cả đây là lao phế quản nhẹ, lao phế quản gốc trái, nó làm tắc hoàn toàn phế quản gốc trái và xẹp toàn bộ cái phế quản gốc trái. Trường hợp này cũng vậy, cũng lao phế quản gốc trái nhưng mà nó không đến nỗi tắc hoàn toàn, nó chỉ gây xẹp một phần và nó có những tổn thương nốt. Trường hợp này là cái lao phế quản màng phổi nó tạo ra một cái lỗ cho phế quản. Trên này thì mình thấy hình ảnh lao rất là rõ, tổn thương ha, tổn thương nốt vân vân, tổn thương sơ và nốt. Bên tay trái thì ta thấy có tình trạng bị nhu mô, dưới này ta thấy một chút hơn, đây chứng tỏ có cái trạng khí chẳng thành màng phổi mà do lao phế quản. Đây cũng vậy, trên này thấy cái tổn thương lao rất là rõ, cái tổn thương này là nốt, nốt trợ yếu lao, phế quản thì sẽ ở đây do nó tạo hang ở chỗ này. Tuy nhiên ở dưới đáy này mình lại có chẳng cái tràn dịch chứng tỏ là cái nhánh lao phổi ở dưới này. Đây cũng vậy, đây là cái lao phổi, cái lao phế quản màng phổi và nó gây đỏ ra và màng phổi, và những trường hợp này thì sẽ chọc vào một màng phổi. Như vậy là đã xem qua hai phần X-quang lao sơ biến, X-quang lao phổi sau sơ biến. Từ nãy giờ tôi không dùng một từ nào có hiệu, nhưng vì các bác sĩ hiện nay thì cái từ ngôn ngữ rất là phổ biến. Thì theo hiệp hội của Pasteur từ năm 1208 là chúng ta khuyến cáo không dùng từ ngôn ngữ đó. Vì từ ngôn ngữ nó tranh cãi rất là dữ, mỗi người hiểu cũng khác nhau. Cho nên từ nãy giờ tôi dùng từ ngôn ngữ nó vẫn mô tả được tất cả các hình ảnh học trong văn. Có ý chứ, cái từ ngày xưa thì chúng ta gọi là rúng cổi hay xung huyết tổn thương cổi á, thì trong sách imagery không cái ai có cái câu đấy. Nhưng mà trong cái chiều chứng X quang nó có một cái trong hội chứng phế quản là cái đốt đi lên họ cũng không sai, là trong hội chứng phế quản nó là mờ nhưng mà nó không có dấu hiệu của rốn của các đó là hội chứng phế nang, nó là mờ nó mờ nhẹ con đúng mọi nơi đó. Thì trước giờ mình gọi là xung huyết tổn thương phổi hoặc là đập rốn phổi vậy, thì trong theo tôi nghĩ đó là người ta mô tả là cái phổi dơ trong cái hội chứng phế quản. Cái thứ hai là đối với con nít mà đọc ít hoặc đọc hạch ở con nít đó là tôi sợ vô cùng đọc hạch ở con nít và hầu như chẳng bao giờ tôi đọc, nếu cái khối thành cực lắm rồi mình thấy được, tại vì cái phổi ở con nít cực kỳ khó đọc. Và cái thứ hai là cái tri thức của con nít cực kỳ lớn, nó maske hết những cái gì nằm phía sau đó, các chị không thấy đâu. Trên X quang chúng ta thấy nước rất là lớn, nếu ca nó chụp CT ra nhiều thì chúng ta thấy được khối thành cũng rất là lớn, nhìn lại CT rồi nhìn X quang rồi cũng không thấy, tại vì cái nước nó lớn nè, nó che trước của cái khối thành luôn hay đâu. Và cái chẩn đoán lao ở trẻ em nó sẽ nằm trong bối cảnh như thế nào? Chẩn đoán lao ở trẻ em nó sẽ nằm trong hai bối cảnh, cái thứ nhất là sốt kéo dài, và cái thứ hai là viêm phổi kéo dài điều trị không đáp ứng với kháng sinh. Đó là hai bối cảnh. Còn cái X quang đọc được lao khi nào? Tôi chỉ dám đọc lao khi đó là lao kê. Còn hình ảnh còn lại là cái gì? Đa phần còn lại đó là một cái nông đặc phổi mạnh. Tổn thương viêm ở lao ở trẻ em, nếu tổn thương trên phổi mà nó nặng là viêm phổi mạnh. Nếu thấy một cái viêm phổi hoại tử thì có thể thay đổi lao, nhưng ở trẻ em nó còn có những cái bất thường bẩm sinh dạng kén nó bội nhiễm trên đó nữa thì là nó cũng giống như những cái viêm phổi hoại tử. Do đó cái vai trò chẩn đoán lao ở trẻ em là cái gì? Là trong bối cảnh một đứa nhỏ sốt kéo dài, X quang có thể hoàn toàn bình thường, lúc đó phải chụp CT và CT phải chích thuốc tương phản. Tại vì ở đây các anh chị sẽ thấy rất nhiều người các anh chị chụp CT ở trẻ em, các anh chị không chích thuốc tương phản và không chích thuốc tương phản
thì các anh chị đừng hy vọng đọc được những cái hạnh ở cho em nếu hạnh nó không có vui. Và trong cái bối cảnh đó, một đứa nhỏ sốt kéo dài, cái con phổi hoàn toàn bình thường, mình chụp cái CT lên thì có thể mình thấy được những cái phức hợp lao nguyên thủy. Còn trên cái con phổi đừng hy vọng tìm thấy phức hợp lao nguyên thủy ở cho em, nó mơ hồ lắm và khác chịu. Chưa bao giờ tôi dám đọc cái đó, chưa bao giờ thấy được cái đó đâu. Ở người lớn có thể mình mua, mình tưởng tượng ra mình có thể thấy, còn cho em không thấy. Còn cái bối cảnh thứ hai là một đứa nào viêm phổi kéo dài, chúng ta có điều trị chụp lên thì mình sẽ mắt da mình đọc nếu mình thấy hạch trung thất nhiều nằm ở hạch khí quản hay cằm đốm phổi đó. Và chính chất hạch ở đây là gì? Hạch hoại tử và bắt thuốc tương mạch về qua đốm phổi là mình bụng lao. Còn đối với tổn thương phổi của nó nếu có thì nó tổn thương phổi trong lao rất đa dạng. Và tổn thương phổi trong lao ở cho em nếu gặp là nhiều nhất là đông đặc hoại tử, đông đặc hoại tử. Và nếu trên X-quang mình thấy được đó là một cái vùng đông đặc, nó có bóng sáng không ạ? Đặc viêm phổi hoại tử, khi chụp CT ra, nó là viêm phổi hoại tử đó. Nhưng mà oops, mình chắc mình đọc lao thì phải thêm được cái hạch. Và hạch tính chất của nó là gì? Hạch hoại tử trung tâm bắt thuốc viền và có thể có đóng môi. Còn một cái viêm phổi do tất cả các loại vi trùng khác, nó cũng đều có khả năng đông đặc hoại tử. Còn mình dám nói nó là lao khi thấy được cái hạch, và cái hạch rất quan trọng ở con nít. Và chụp CT ở con nít trong những trường hợp đó là phải chích thuốc tương phản. Tại vì rất nhiều các đơn vị chụp CT con nít rất sợ và chẳng không bao giờ chụp chích thuốc tương phản hết. Không chích thuốc tương phản thì cái đông đặc phổi mình thấy và chưa chắc mình biết được đông đặc phổi này có hoại tử hay không, mình thấy nó cũng đáng mừng. Và những cái hạch trong trung cấp mình không thể không giá được cái hạch hết rồi. Đó là cái ý kiến của tôi cho đó. Trả lời cái câu hỏi của bạn là phân biệt hay làm sao là cái bờ đó. Đối với người lớn thì có thể hình ảnh tương đối rõ. Nhưng mà có đối với con nít thì giả sử cái hình ảnh đó là gì? Hình ảnh cái bờ như vậy, đó là cái bờ của cái nước đặc biệt ở đứa nhỏ dưới 1 tuổi. Cái nước nó rất là lớn, cái nước rất là lớn ở trẻ nhỏ.